hip hop này chưa team nào làm cả. Nên là mình nghĩ là với giọng hát của Vũ Thảo My, mình sẽ biến nó thành một cái vibe hip hop R&B rất hay. Thêm thôi, nó cho đôi ở đó thêm thôi. Team anh Isaac làm việc rất là nhanh luôn. Chỉ sau 2-3 ngày thôi thì mọi người đã gửi cho My những cái đoạn verse và những đoạn hook mà mọi người viết thêm vào, và My cảm thấy rất là hay. Rapper, body language của các bạn có thể lúc rap rất là cool, nhưng mà khi mà vào gọi là vũ đạo để dựng trước đó rồi á, thì thực ra là việc nhớ động tác nè và việc giữ cục hơi để vừa hát vừa nhảy cực kỳ khó. Hai bạn thực sự rất là cố gắng trong phòng tập mọi người ạ. Thấy động tác rất là khó nhưng mà Khang và Gip không bao giờ dừng lại nha. Sẽ luôn luôn tập đến khi nào được thì thôi. Trời ơi! Trời ơi! Ghê quá! Cái gì? Cái này không thể là cái gì vậy? Chuyện này không nên xảy ra chứ. Cái này là cái gì đây? Thôi Khang ơi! Giải thích này, giải thích cái đó là cái gì? Tại sao trong giày này ghép có gì vật? Không, cái này là cái lốt ở trong đây nè. Giống như là một cái vía vậy đó. Và mình mang cái độn nó vô thì mình nhảy như Isaac luôn, nhiều khi hơn. Vì chính thức của các anh trai, chùa, trời phải tới. Gamuda Land, nhà kiến tạo đô thị xanh đến từ Malaysia. Đi kè là đủ rồi. Thấy đó. Ủa. Thực sự My rất là vui khi mà nghe tin là đội anh Isaac chọn cái demo của My. My đã rất là quen với cả Negip và Hơi Khang rồi, nhưng mà chưa có cơ hội làm việc với anh Isaac và anh Trinh Tấn Kiệt. Nên là mình cũng một nửa vừa quen vừa lạ, và mình muốn thử xem là như thế nào. Bạn thấy ồn không? Đó là tinh thần của bài này. Có nghĩa là theo tinh thần của chúng ta thì anh nghĩ là tuần này mình sẽ hát hip hop. Kéo, phải trở về nguồn thôi. Khi mà lần đầu tiên Negip với Hơi Khang gợi ý là mình sẽ làm hip hop, mặc dù cảm thấy hơi cứng một tí tại vì từ trước giờ mình chưa bao giờ hát hip hop hết, Isaac cũng hơi suy nghĩ, nhưng mà bởi vì đây chính là cơ hội để được thử cùng với tất cả những người anh em rất là trẻ và rất là tài năng, cho nên Isaac nghĩ là không gì phải sợ hết. Chưa bao giờ nghe hay là thấy My hát về hip hop đúng không? Ừ. Không biết là đâu. My là producer và rap mà. Này là Jin ăn muốn Jin rap, nhưng mà Jin thì nói là cái đặc sản rap của Jin là rap về rap lái. Có nghĩa là rap từ này không lái được từ kia thì em đặt sư phụ rồi. Tặng anh một món quà gì nhớ quá rồi. Đúng rồi. Thôi bây giờ tụi này mình loại Zeta ra, mình có biểu sợ đây rồi. Nói vậy là chết đó. Dạ, đúng rồi. Mình cũng thấy cần Zeta thì phải hắn hay được không mọi người? Đúng rồi. Từ đầu tới giờ tụi mình tham gia rất là nhiều live test, mình cứ làm cái kiểu ngầu ngầu đẹp trai hoài. Đúng rồi. Thì mình không đẹp nữa. Đúng rồi. Mình có đẹp em. Ủa vậy hả? Mình cũng trai nhưng mà mình khác hơn tí. Dài. Hôm mình này. Anh sẵn sàng tờ sát để trở thành một phiên bản Isaac hip hop hơn. Cái màu hip hop này chưa team nào làm cả. Nên là mình nghĩ là với giọng hát của Vũ Thảo My, mình sẽ biến nó thành một cái vibe hip hop R&B rất hay. Thêm thôi, nó cho đôi ở đó thêm thôi. Team anh Isaac làm việc rất là nhanh luôn. Chỉ sau 2-3 ngày thôi thì mọi người đã gửi cho My những cái đoạn verse và những đoạn hook mà mọi người viết thêm vào, và My cảm thấy rất là hay. Chẳng phải chờ gì nữa khi anh đến đây. Oh baby, đến gần hơn, em muốn say. I'm ready to party, party all night. Woo! Trời ơi, cái bài này sinh ra do Vũ Thảo My rồi. Thì lúc đấy mình chỉ input thêm một vài cái, ví dụ như là bè chỗ này, bè chỗ kia, hoặc là người này nên feel chỗ này, người này nên feel chỗ kia, làm sao để cho bài nghe ok nhất. Em hết thời gian, chỉ cần thuyết ngày mai, baby tell me. Em ví dụ nó chậm hơn nhá. Baby tell me if you want it, want it. Baby tell me if you want it. Yeah, ok hơn ạ. Quá trình viết bài thì Hurricane cũng tương tự ra được là phần nào của người nào. Negip cũng rap dài rồi. Anh biết lý do mà bé đứng đó khi ngã vào em. Anh Jin cũng rap xen kẽ. Anh đọc là phải ngơ ngà chơi là 1, 2. Không quan tâm em nói gì my boo. Đúng rồi. Negip rất là nice, rất là dễ thương luôn. Cho Jin tham gia cùng với lại cái verse rap của Gip, cái đoạn rap đó mọi người rap một câu nghe rất là phân nì, rất là hút người ta đó. Anh Isaac đã hát cái coda là hai câu rất là highlight rồi, và anh lại muốn là cái câu hút tiếp theo đó là một thành viên nào đó, thì Isaac có đề xuất mình. Từ những cái vòng đầu đội sừng trước đó, Isaac đã phát hiện ra Khang có một giọng hát rất là hay, rất là đặc trưng. Nghe một cái là biết Harry Khang là nó rất là mạnh mẽ và nó có một cái độ rền trong giọng á. Đó. Ừ, không thì em dò vậy cũng hay ấy. Đó, ok. Đó. Nữa. Ha.
Nhưng mà khi mà mình thu âm vào á thì mình thấy là nó không có đã bằng anh Isaac cái gì. Save for the best thì giữ vocal của anh Isaac là nghe nó sẽ hay nhất. Isaac không có nhân nhượng trong vấn đề này. Bởi vì khi mà rước Khang về đội, Isaac nó nói là anh muốn dòng này em phải tỏa sáng, anh muốn mọi người thấy em là phải rap được, nhảy được và phải hát được nữa. Lại luôn. Cái sự mà dè ở trong mình nó trồi ra khi mà gặp đông người và những người có chuyên môn á, thì mình hát nó không được ra. Nhưng mà yeah, hát một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần thì lần cuối cùng mọi người nó đó. Không hiểu sao mà Khang không tự tin vì giọng hát của mình, bởi vì giọng bạn rất là đặc biệt. Và chỉ cần hơi đi Khang tự tin hơn là bạn sẽ làm chủ giọng hát mình rất là tốt. Wow. Nếu mà Isaac nói rằng là hơi đi Khang về này ghiếp gặp khó khăn về mặt vũ đạo, mọi người cũng hiểu là nhảy á, nó có rất là nhiều thể loại và hip hop là một trong những thể loại nhảy rất là khó. Rapper á, body language của các bạn có thể lúc rap nó rất là cool, nhưng mà khi mà vào gọi là vũ đạo để dựng trước đó rồi á thì thực ra là việc nhớ động tác nè và việc giữ cục hơi để vừa hát vừa nhảy cực kỳ khó. Hai bạn thực sự rất là cố gắng trong phòng tập mọi người ạ. Thấy động tác rất là khó nhưng mà Khang và Gip không bao giờ dừng lại nha, sẽ luôn luôn tập đến khi nào được thì thôi. Isaac còn nhớ là ngày hôm đó là Gip từ Cần Thơ đi xe về, và thay vì đi về nghỉ ngơi thì Negip chạy thẳng vào phòng tập luôn và tập cực lực với anh em. Mà lúc đó là Isaac bận việc, Isaac phải về trước. Isaac nghĩ là chắc là mình không có mặt ở đó thì thế nào tập tầm khoảng 15 phút nửa tiếng chứ cũng bỏ về thôi. Nhưng mà không ngờ nha, Negip tập rất là hăng say, tập để ta thuần thục cái động tác thì Negip mới chịu về. Giống như là một cái vía vậy đó, và mình mang cái độn đó vô thì mình nhảy như Isaac luôn. Nhiều khi hơn mình cảm giác là anh Isaac thật sự yếu, nhảy bài này không có hồn, thì Negip với Hurricane gọi là nhỏ vô tay của Dịch Đen là cho tụi em lên center đi anh. Em với Hurricane muốn nhảy hết sức để cứu bài. Cái hôm đó là hôm cuối cùng mà mọi người tổng duyệt. Negip thấy ảnh mệt rồi, ảnh cũng tập, ảnh ăn ba cái đồ gì kỳ lắm, xong rồi bị đau dạ dày. Chịu lên là nhìn giống như một con người khác, rất là tội nghiệp. Thực ra là cái hôm chạy chương trình xong thì rất là lo lắng là không biết là vào ngày quay chính thức á, là có đủ sức chơi với anh em hay không. Bởi vì mình lỡ ăn trúng cái gì đó thì nó cảm thấy rất là khó chịu và phải truyền nước. Cái lần này thì Jin cảm thấy là sức khỏe của anh Isaac có dấu hiệu hơi yếu hơn một chút xíu. Jin cũng rất là lo, bản thân mình cũng bị bệnh, nhưng mà mình cố gắng để vượt qua, làm tốt những cái phần thi để cho có thêm một cái nguồn năng lượng để ảnh cũng mau mau anh khỏe lại. Thì khi mà anh Tài vậy thì Negip không muốn dẫn nữa, Negip muốn làm đội trưởng. Lần đầu tiên cho Negip, Hurricane, Vũ Thẩm Vy, Isaac và xin Phú Kiệt xin gửi lời chào tất cả mọi người ạ. Một phần hôm nay Isaac hơi bị đau dạ dày một tí nên là Isaac sẵn sàng chấp một cái dạ dày với các bạn khác đi. Lấy thường thường ở đây thì có tất cả mọi căn bệnh đều hướng tới chúng tôi, nhưng chúng tôi hướng về các bạn. Yes sir, chúng tôi cống hiến tất cả mọi thứ, sức lực cũng như là sức khỏe. Và đây là Sim Ngân Nga. Anh trai Say Hi 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.